Dạ, mình chào quý cô chú chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của anh Toàn có một số bông trang muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào anh Toàn. Dạ, chào anh Pháp, chào tất cả bà con đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. Thì trước tiên em cảm ơn bà con đã ủng hộ clip vừa qua. Thì hôm nay em có lên một số trang thái vàng và mỹ cam với vàng sọc để giao lưu cùng cô chú. Toàn bộ cây là thần chậu hết. Địa chỉ của em là ở ấp 3 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0966 705151, cũng là số Zalo luôn ạ. Thì em lên mã số đầu tiên là cây trang thái đỏ, cây thần chậu mã số 1. Tàn thông lỡ quý anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 1 mét. Dạ, tán ngang của nó là 70. Một cốt thấp ha. Dạ. Cây có củ đế quý anh chị. Dạ, hoành của nó là 14 ạ. Dạ, mã số 1 này có giá là 280.000 ạ. Cây bao phí vận chuyển toàn quốc quý anh chị em. Dạ. Dạ, tôi xem mã số 2. Cây một cốt thoát thân. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang 80. Cái này thoát thân là 10. Thế nó còn sâu chứ. Dạ, hoành nó là 13 ạ. Dạ, mã số 2 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 3, một cây trang mỹ cam ạ. Một cốt thấp quá anh chị em, phơm tàn à. Dạ, cây chiều cao là 75. Dạ, tán ngang nó 90. Dạ, hoành của nó là 14 ạ. Dạ, mã số 3 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 4. Vẫn là thải đỏ một cốt, cây này thấp thân cao anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 1 mét. Dạ, tán ngang 70. Dạ, thoát thân của nó là 25. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 14. Dạ, mã số 4 này có giá là 200.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 5. Đây là cây mỹ cam ạ. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang 90. Dạ, thoát thân cái nó là 19. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 18. Dạ, mã số 5 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 6, một cây trang thái vàng ạ. Một cây thái vàng của anh chị em. Đang phun bông. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang nó 80. Dạ, thoát thân nó 20. Dạ, hoành của nó là 15 ạ. Dạ, mã số 6 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, tôi xem mã số 7, cây mỹ cam ạ. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang nó 70. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 13 ạ. Dạ, mã số 7 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 8, trang thái đỏ. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 90. Này, thoát thân của nó là 10. Dạ, hoành của nó là 13. Dạ, mã số 8 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, xem mã số 9. Đúng là cây trang thái đỏ ạ.
Một cốt số thân thấp của anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 75. Dạ, quạnh nó là 14 ạ. Dạ, mã số 9 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 10, ok, Mỹ Cam ạ. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 90. Dạ, quạnh nó là 13 ạ. Dạ, mã số 10 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 11. Cái trang thấy đỏ ạ. Dạ, cây chiều cao đó là 85. Dạ, tán ngang nó 80. Dạ, hoành của nó là 13 ạ. Dạ, mã số 11 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 12. Thái độ anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang nó 70. Dạ, thốt thân nó là 20. Dạ, hoành của nó là 11 ạ. Dạ, mã số 12 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 13, cây Mỹ Cam ạ. Dạ, cây chiều cao nó là 1m1. Dạ, tán ngang nó 90. Dạ, hoành của nó là 13 ạ. Dạ, mã số 13 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 14, đang thấy đỏ ạ. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 80. Dạ, mình đo vị trí chỗ này là 13. Dạ, mã số 14 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 15. Dạ, cây chiều cao là 75. Dạ, tán ngang của nó là 80. Dạ, hoành của nó là 13. Dạ, mã số 15 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 16. Cái thái đỏ nữa. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang nó 70. Dạ, thốt thân của nó là 15. Dạ, hoành của nó là 14 ạ. Dạ, mã số 16 này có giá là 220.000 ạ.
Dạ, tiếp theo mã số 17, cây Mỹ Cam ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang nó 90. Một cốt thấp quý anh chị em, có phần khoảng 1 tấc. Dạ, quanh cũng chỗ này là, vị trí chỗ này là 20 ạ. Dạ, mã số 17 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 18. Thái đỏ tàng thông anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang nó 80. Dạ, thốt thân của nó là 15. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 16. Dạ, mã số 18 này có giá là 250.000 ạ. Để tôi xem mã số 19, cây trang Mỹ Cam ạ. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 90. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 14. Thân nó khoảng 10 ạ. Dạ, mã số 19 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 20. Thái đỏ tàn tròn luôn cho em. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang nó 90. Dạ, thốt thân của nó là 15. Còn đôi vị trí chỗ này là 14 ạ. Dạ, mã số 20 này có giá là 280.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 21. Một cây Mỹ Cam ạ. Dạ, cây chiều cao đó là 80. Dạ, tán ngang nó 80. Thốt thân nó 10. Dạ, hoành vị trí này là 13 ạ. Dạ, mã số 21 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tôi xem mã số 22. Cây Dubai chân son ạ. Dạ, cây chiều cao là 75. Dạ, tán ngang nó là 60. Dạ, thoát thân của nó là 40. Dạ, hoành đôi chí chỗ này là 7 ạ. Dạ, mã số 22 này giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 23. Này, cây vàng sọc Tiền Giang đời đầu ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang nó 80. Dạ, thoát thân của nó là 50. Dạ, hoành của nó là 6 ạ. Dạ, mã số 23 này có giá là 200.000 ạ. Vàng sọc Tiền Giang đời đầu đúng không em? Cây thường chậu ạ. Dạ, tiếp theo mã số 24. Cây đỏ kép Ngọc Châu. Đỏ kép Ngọc Châu. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang nó là 80. Dạ, thốt thân của nó là 20. Dạ, hoành đo vị trí chỗ này là 6 ạ. Dạ, mã số 24 này có giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 25.
vàng sọc đời đầu Tiền Giang Quýnh Giang, cây một cốt thất thân cao. Dạ, cây chiều cao là 1m1 ạ. Dạ, tán ngang nó 50. Dạ, thoát thân của nó là 60. Dạ, hoành của nó là 5 ạ. Dạ, mã số 25 này, cái giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 26, cây vàng kép ạ. Vàng kim cúc của anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 85. Dạ, tán ngang nó 70. Dạ, thoát thân nó là 25. Dạ, hoành của nó là 6 ạ. Dạ, mã số 26 này cái giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 27 ạ. Cây đỏ hơn kép. Đỏ hơn kép của anh chị em. Hoa rất là đẹp. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang nó 70. Dạ, thoát thân của nó là 50. Dạ, hoành của nó là 5 ạ. Dạ, mã số 27 này cái giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 28 cũng là mã của clip ạ, cây vàng sọc Tiền Giang đời đầu ạ. Đang full bông bên chèm, rực rỡ ạ. Dạ, cây chiều cao quá là 95. Dạ, tán ngang nó 80. Dạ, thoát thân nó là 30. Dạ, hoành của nó là 7 ạ. Dạ, mã số 28 này có giá là 200.000 ạ. Dạ, cũng là mã clip. Dạ, cảm ơn bà con đã xem clip. Mong bà con xem và ủng hộ ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị và clip tiếp theo ở nhà vườn anh Toàn nha.